Thế bên anh gì anh Du, anh Chu, anh Thân này đồ đó. Đi đâu rồi không thấy, không biết nữa. Chào mọi người nha, đây anh Tuấn. Thì anh Tuấn cũng có coi cái kênh của Lâm Vân để mời những anh em vô gia cư. Thì anh Tuấn cũng có chút ít gửi cho các em vô gia cư. Cảm ơn anh Tuấn nhiều nha, anh Tuấn khỏe không? Khỏe dạ. Cho em xin gửi. Dạ, dạ rồi đây thì anh Tuấn cũng có gửi và giúp cho các anh em vô gia cư là 100 đô nè. Cảm ơn anh Tuấn nha. Em sẽ nhận và em sẽ làm theo ý anh nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Và cảm ơn anh chị và chúc anh chị có những ngày tháng vui vẻ, khỏe mạnh, bình an và trong cuộc sống nha. Rồi cảm ơn anh. Rồi chào anh nha. Rồi cảm ơn. Chào các bạn nha. Ngày hôm nay Lâm Vân đi sắm đồ cho các anh em vô gia cư. Cũng đã lâu lắm rồi. Lâm Vân bị bệnh Covid cho nên đã nghỉ một thời gian cũng khá dài. Ngày hôm nay Tết năm nhâm dần cho nên Lâm Vân đã chuẩn bị đồ ăn cho các anh em vô gia cư. Và những cái phần ăn này là do anh chị Tuấn Nga ở Renton và anh chị Huyền Xuyến ở Cam đã đưa 200 đô cho Lâm Vân đi chợ để mua đồ ăn cho các anh em vô gia cư nha. Đây là cái receipt. Thì mình mua nước, giấy vệ sinh, bánh mì, chips. Cũng không có đủ đâu, nhưng mà bữa trước mình cũng đã mua rồi. Thì đây là số tiền là 134 đồng lẻ 4 sen. Và nhờ kỳ trước mình đi thì nói chung là đồ ăn bây giờ nó cũng giá cũng cao. Thì cũng hơn 200, thì Lâm Vân cũng bù thêm một chút xíu trong đó. Lâm Vân cũng thay mặt cho các anh em vô gia cư cảm ơn anh chị đã có lòng tốt, thương đến các anh em vô gia cư và đã ủng hộ 200 đồng để mua đồ ăn và tặng cho các anh em trong ngày Tết Nguyên Đán của mình. Cảm ơn tất cả. Và bây giờ cùng tiếp tục đồng hành với Lâm Vân nha. Cảm ơn tất cả rất nhiều. Đây, Túp Lều Lý Tưởng đang làm gì ạ? Giờ đang làm bánh mì cho các anh em vô gia cư nha các bạn. Bánh mì kẹp thịt nguội với lại chi nha các bạn. Đó, đây là cái cách làm đây. Đó, thì Túp Lều Lý Tưởng cắt ra này nó. Bánh mì rất là thơm, ngon lắm. Đó. Mình dùng hôm nay mình dùng heo nè, tơ kỳ nè, thịt nguội, thịt gà với lại thịt con gà tây với lại thịt heo đó. Mình bỏ 3 miếng heo vô trong này nha, và 2 lát chi, phô mai, phô mai cheese đó. Rất là ngon, thơm quá trời luôn. Đó, đó đây thì đây là một cái bánh nha mọi người. Đó, có 3 miếng chia hem và 2 miếng chi. Đây là 60 cái bánh sandwich kẹp thịt nha. Thì các bạn cũng thấy hồi nãy mình cũng đã làm rồi đó. Cái bánh rất là thơm và có thịt nguội và có phô mai. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ bỏ vô trong bịch. Mỗi cái bánh như vậy sẽ bỏ vô trong bịch như vậy cho nó sạch sẽ và vệ sinh. Đó. Và mỗi người sẽ nhận một phần quà với lại một cái bánh sandwich nha. Đó. Rồi, các bạn cùng đồng hành với Lâm Vân nha. Chào các bạn nha. Ngày hôm nay thì các bạn cũng đã thấy là Lâm Vân cũng nghỉ một thời gian vì sức khỏe, cho nên ngày hôm nay là đã quay trở lại để giúp các anh em vô gia cư. Thì những cái món quà đây là của anh chị Tuấn Nga ở Renton và anh chị Hiền Xuyến ở Ken đã đưa cho Lâm Vân 200 đô để mà mua đồ ăn giúp các anh em vô gia cư trong cái dịp Tết Nguyên Đán nha, nhâm dần này nha. Thì cũng giống như mọi lần Lâm Vân làm thì mình có 2 chai nước, 4 hộp mì gói và 3 bịch chip và cây bánh bích quy. Đó là một hộp như vậy và một cái bánh mì sandwich kẹp thịt cho mỗi người một phần ăn. Mình sẽ có là 60 cái bánh và 60 cái bịch quà như thế này. Nói 60 nhưng mà hơn em ơi. Nhưng mà mình cứ làm dư nha mọi người. Mình cứ làm dư. Rồi ok, thì Lâm Vân cũng cảm ơn mọi người đã bao nhiêu năm tháng qua ủng hộ và cũng mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho Lâm Vân để Lâm Vân có động lực làm công việc thiện nguyện để giúp các anh em vô gia cư, những người kém may mắn hơn mình.
À, thì bây giờ Lâm Vân sẽ đưa lên xe và tiếp tục nha. Rồi, mọi người tiếp tục đồng hành với Lâm Vân nha. Rồi. Chào cả nhà nha. Thì bây giờ Lâm Vân cũng đã trở lại với lại công việc thiện nguyện. Đã giống như là Túc Lèo Lý Tưởng đã nói lúc đầu là Lâm Vân đã bị Covid. Nói chung là mình cũng bị cũng khá nặng. Vì vậy cho nên nghỉ một thời gian cũng mấy tháng. Và bây giờ đã trở lại thì mọi người cũng đã thấy là Lâm Vân đã bỏ quà lên xe và đã đầy xe. Thì đây là cái bánh mì và các đồ ăn. Thì bây giờ Lâm Vân đi nha. Trời rất đẹp nha mọi người nhưng vẫn lạnh lắm, có 46 độ thôi. Thì bây giờ Lâm Vân sẽ tiếp tục đi. Cảm ơn mọi người tiếp tục đồng hành. Chào cả nhà nha. Bây giờ bắt đầu mình cho đồ ăn cho họ nè. Hi guys. Here you go. Here you go. Yep. Here you go. Xin thêm cái nữa nè. Cho mọi người nữa đó. Yep. Long time no see. How are you? Yeah. Good. Where I remember you from? Huh? Oh, was that bread? That yep. Sugar bread? Yeah. You're taking that sugar bread too though, right? Yeah, with a neck. Xin cho người bạn. Yeah. And see you for a while, all right. Take care, yep. Đó, họ mừng lắm nha các bạn. But, here you go, it's a sandwich and a dry fruit. Here you go. Here you go. Chúng ta xin thêm một cái nè. Happy New Year. Yeah, go. Yep. Yep, you too. God bless you too. Yep. Yep. Anh ta đói ăn liền á. Here you go, buddy. Yeah. Yeah, that's not fair. They wanna. What's that? Okay. Yeah, you can have. Chú biết không? Yeah. Giống như đấy bên anh gì anh Du, anh Chu, anh Thân này rồi đó. Yeah, yeah. Đi đâu rồi không thấy, không biết nữa. Yeah. Ok rồi. Chúc chú sức khỏe nha. Happy New Year nha. Happy New Year chú. Yeah. Ăn thêm nữa không? Ăn thêm bánh nữa không? I want some food. Got a sandwich and a dry food for you. Yeah. Yeah. Here you go. Thank you. I'm grabbing it for you. Thanks. Yeah, you got the sandwich. Thank yep. you. Yep. All right. Yeah, God bless you too. Thank you. Here you go. Here you go. Yep, no problem. How you doing, buddy? Good. Here you go. Take care. Cái khu này hồi đó là anh Thân, anh Chu rồi, anh Du rồi ở nha. Bây giờ nó đã giải tỏa hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm các anh em Vô Gia Cư Việt Nam của mình để hỏi thăm sức khỏe nha. Đó. Đây nè. Không còn. Vào. Lâu quá rồi không gặp. Bữa giờ ở đâu rồi? Ở bên này à? Em ở trên dốc kìa. Ở trên dốc hả? Ở đâu không có, trong bịch có. Để em lên. Nếu mà xin thêm cho chị cho thêm. Muốn thêm thì em lấy thêm. Đây trong là cả chai thêm nước đó không? Thêm nữa em lấy cho. Thêm thì em lấy cái bịch em bỏ vô cho. Ồ vậy hả? Không, để em lấy cho thêm một ít nữa. Cho chị thêm một bình đồ khô đó, với lại bánh mì. Nè, lấy thêm đi. Thêm bịch nữa. Chị cũng đói rồi, có bánh mì là chị. Có em cần áo lạnh không? Tụi em có áo lạnh nè. Áo lạnh với quần. Hả? Có hả? Để tụi em áo gió mới, đẹp lắm. Uh-huh. Hồi xưa ở bên kia. Dạ dạ. Ê, tới đi, tới đây đi. Chị dạ dạ. Em coi em lấy mấy cái áo mới em rồi.
mền gì không? Hả? Có cần mền cần gì không? Dạ có. Áo gió mới nè. Cho cái mền nhỏ hả? Ờ ok, tưởng là sợ không ấy. Đây này, mền này là của anh chị Lan Vinh này. Đó. Dạ, ok. Dạ, dạ, rồi. Ok. Chị rất là mừng nha, cho chị nhiều đồ ăn. Đây bây giờ còn rải rác những cái lều đây nè nha các bạn. Cũng có mấy người anh chị em Việt Nam ở đây. Nhưng mà hầu hết là nó đã chuyển qua ở trong khách sạn trong cái mùa đông như vậy. Anh ta mừng lắm. How you doing? Good, long time no see. Yeah, good to see you again. Yeah, happy new year. Yeah. Anh ta nói anh ta rất là mừng khi gặp lại Lâm Vân nha. Hello, how you doing? Here you go. Thank you. Yep, welcome. Yeah, it's in there. Two, eat two. Yes, yeah. So you want more? I give more, but they have the water in there. Yep, yep. Take care. Yeah. 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 We. Yeah. Yeah. Because we got sick, so that's why. We, yeah, we are. Okay, now we came back. Yeah, yeah. Well, good to see you. Okay. You all right. Take care. Thank yeah. You. All right. Happy yeah. New no year. Problem. Yeah. Take care. Ta rất là vui. Happy New Year, guy. Go. Yep. Yep. You got one more. Yeah, my girlfriend. Okay. Here you go. Thank you. Yep. Anh ta lấy cho bạn gái. All right. Yep. Yeah, no problem. Guy, more. I can give you more. Very good, close off. Good, get it. Yeah. Here you go. That was my girlfriend. Yeah, yeah, yeah. No problem. No problem. No problem. Here. You go. Yep, yep. Take care. Yep. Here you go, buddy. Happy New Year. This one, yeah. Yeah, there you go. All right, take care. Here you go. Happy New Year. Happy New Year. Yeah. Sure, sure. Here you go. Yeah. Here, put it in the box. There you go. Yep. Here you go. Here you go. Thank you. Yep, take care. Họ lấy cho người bạn nha các bạn. Không, gần hết rồi. Đây nè nha các bạn, trời hôm nay có nắng cho nên ấm hơn một chút xíu nhưng mà vẫn lạnh lắm nha. Anh ta xin cho một người bạn nha các bạn. Here you go. Yep. Here you go, sir. Yep. Yeah, all right, take care. Thank you, thank you. Happy yeah, water in there. It's... Oh yeah, here you go. Everybody got it. You want more, I give you more. Yeah. All right, yeah, just give it to them. Yeah, thank you. Xin cho bạn á, cho nên là nhiều người họ không có đi được á mọi người. I'll get it for you, I'll get it, I'll get it. I'll get it. Okay. All right, I'm almost done too. All right. Yeah, ok, yeah. Bạn đang ở trong lều kìa, mình thấy cho nên mình thấy là mình đưa bạn gái đang ngồi trong lều á. Đó, người ở trong lều nữa. Đó, thấy không? Là sống nhiều lúc đó, hai vợ chồng mà ở trong một cái lều đó mà mùa đông, người thấy cũng tội nghiệp bởi vì hoàn cảnh, mỗi người có một cái hoàn cảnh. The people of God remember God. They don't follow God. Yeah. God bless okay. You. Take care. Thank you. Bye. Họ mừng lắm mọi người, thấy không? Họ mừng rất là mừng nha. Họ thấy cho được rất là mừng. Điện sò, you see rồi đó. You okay? Take care, right? Yep, yep. Okay. Take care. All right. Rồi bây giờ mình đã trao món quà cuối cùng nha mọi người. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành với Lâm Vân. Cho nói chung là trong cái mùa dịch này và trong cái mùa đông này thì có nhiều cái việc nó xảy ra.
là giống như là Lâm Vân cũng đã nói nhiều rồi, thì Lâm Vân đã bị bệnh dịch Covid cho nên nghỉ một thời gian, vì vậy cho nên vắng bóng. Thì bây giờ Lâm Vân đã trở lại, thì khi Lâm Vân trở lại thì cũng gặp nhiều thay đổi, thì có nhiều người đã được hotel rồi, nói chung là cũng mừng cho họ. Tạm thời thì một số anh em cũng đã được khu chung cư tạm thời trong cái mùa đông thì cũng đã đỡ, mình cũng rất là mừng. Thì gặp coi như cái khu mà hồi đó mình hay đưa đồ thì không còn nữa, đã giải tỏa. Mong rằng các anh em vô gia cư trong cuộc sống tốt đẹp hơn và gặp nhiều may mắn hơn. Và cảm ơn mọi người đã đồng hành. Và cảm ơn anh chị Tuấn Nga đã ủng hộ 100 đô. Và cảm ơn anh chị Hiền Xuyến ở Ken và ủng hộ 100 đô. Và cảm ơn cô Linh cũng đã ủng hộ những cái bịch lâu rồi thì con vẫn dùng nha cô Linh. Cảm ơn cô. Rồi cảm ơn anh chị Vinh Lan đã ủng hộ những cái mền, những cái áo lạnh thì tụi em gặp để đưa. Và cảm ơn chú Bình, chị Khiết, anh Cường. Thì cái áo lúc nãy tụi em cũng đã trao được một cái áo rồi, còn cái áo kia thì tụi em cũng chưa có cơ hội bởi vì không có gặp được. Cảm ơn anh chị Trí Huyền ở Ken nha, cũng đã ủng hộ những cái đồ quần áo trong mùa đông, quần jean áo ấm. Cảm ơn tất cả, nói chung là cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ Lâm Vân. Và nhất là để được cho Lâm Vân có những cái đồ để mang tặng cho các anh em vô trong cư trong mùa đông. Và Lâm Vân cũng ở đây cũng gửi lời qua cái qua YouTube cũng chúc hết tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn trong cái cuộc sống, vượt qua mọi khó khăn, nhất là trong cái mùa dịch này. Thì cũng mong là trong năm mới cái mùa dịch nó chóng qua để coi như là mọi người trở lại bình thường. Và một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với Lâm Vân trong những ngày tháng qua. Xin cảm ơn và tạm biệt và hẹn những video sau nha. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye.